Thôi trời ơi, thì vô tình anh em đi toilet mới phát hiện ra là trong cái dàn bầu của Mr. John là còn mấy trái là nó ẩn nấp trong đây mà không biết luôn. Thì cái trái này là nó nói chung là nó già rồi, quá già luôn, là để làm giống. Thì sau này mà anh em mà có ai có cần giống bầu á, lại đây nha, liên hệ với anh em chúng tôi hoặc là Mr. John. Thì bây giờ là có hai trái là vừa là để mình cắt hôm nay để luộc ăn luôn. Mấy cái bầu này sao nó mất trong đây không thể nào biết được luôn, phát hiện được. Đây trái nữa nè, đây cục đó, vậy chứ có cũng mấy chứ có quá to luôn. Có mấy cô mà hả có bầu cái là ta biết liền. Kỳ thiệt, còn mấy ba trà đội bầu này không ai biết hết. Cắt mấy trái kia luôn đi, cắt hết luôn đi để rồi tiện thể tới cắt mấy trái bầu này luôn. Này ổn chứ, được nãy ở picker hình như ngắn quá cắt sợ mất cỡ thì quậy gì nãy nản luôn không. Chung là cao ráo rồi này nọ cũng tiện lắm. Trái ăn gốc nữa là phút 30 giây. Đó. Trái ăn gốc nữa là nè. Đây đó. Nè, trái ở đây nè. Đây. Ôi, cắt nó lộn cái bóng. Cắt nó lộn cái bóng. Lên nữa đụng. Cười vậy. Đây. Được 5 trái bầu. Coi dính coi ở đâu á, nó núp nó núp mình không có thấy. Hôm nay là 5 trái bầu nha. Đó. Rồi, ai có thiếu ai mà không có bầu á, lại đây lấy bầu nha. Lại đây lấy bầu. Vô tình là anh em đi kiểm tra là cái vườn bầu này còn nhiều quá. Quá nhiều. Sao mà con bầu đâu mà quá trời quá đất. Ai làm ra nông nổi này. Bầu ơi. Cắt miếng lưới thôi để ấy. Cắt lưới luôn hả ta? Ờ, cắt lưới đây. Trời ơi, uổng dữ vậy. Cắt miếng để đút cháy xuống thôi, cắt đầu à. À dạ, nó núp mình không có thấy được. Nông ra nữa nè. Cắt cho nó vọng ra đi. Cái vỏ nó chày xước luôn nè, sao đây? Cho nó vọng ra xíu đi, mày sợ cái gì, lưới bao quỷ lưới này qua mùa này nó cũng giòn, dụng nó hư gì đâu. Ý lưới này xài lâu à, tại vì nó bằng cước mà. Đó, rồi cắt cháy kia đem cái kia vô luôn đi. Coi chừng cổng dây điện đó. Kiến quá mà. Phải kiến chứ. Cắt lưới trước đi rồi mày nắm đứt mày kéo vô. Từ từ, ở trên đây nó chưa có cái đầu nữa. Cắt từ ngay cái tay. Nó rớt dưới luôn hả? Thì nó mình cắt ngay cái tay rồi đó, kéo cái màu vô. Mình kéo nó mình gịch nó xuống à. Ờ nó cắt ngay đó, đây giờ mình nắm cái bầu gịch nó vô. Bởi vì cái kỹ năng mà làm farm này là cũng khó lắm nha các bạn. Không phải là dễ đâu nha. Rồi. Chắc thấy không ổn. Cái này luôn hả? Trời ơi, cái này lột quá. Lột bể luôn gì vậy? Coi cái đó cho anh bãi đi. Búng cái đó coi coi nó già thì để lợn. Nghe sao? Nghe. Hồi già rồi. Già luôn hả? Già đâu, cắt mày để nó xuống đi. Già rồi. Cắt mày kéo nó ra. Mày cắt mày kéo nó cho nó thòng xuống đi nè. Già.
Sao sao? Đâu để em coi đây. Thôi dài rồi, để lại đi. Dài rồi. Để làm cho để vô nó khô làm giòn giống. Kiểm tra kỹ rồi coi còn trái nào chứ được. Trốn quá.